Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ trong video buổi tối ngày hôm nay Kênh học của Tuấn Lai sẽ hân hạnh gửi tới các bạn một ván cờ rất hay diễn ra trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ tư, tư của giải cờ tướng Bảo Bảo Bôi năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, thành phố Lữ Lương của tỉnh Sơn Tây Trung Quốc Chúng ta sẽ cùng đón xem một trận cờ kinh điển về cờ tàn phòng mã Người cờ đỏ đi tiên trong ván đấu trên là nước kỳ thủ Trần Đình Lâm của kỳ đàn Trung Quốc dưới đại chiến công ngoại tinh lai khách Vương Thiết cao thủ nổi bật của kỳ đàn Trung Hoa trong ngày hôm đây Bước vào trận đấu trên được đánh giá là cửa dưới so với ngoại tinh lệ khách bên tiên của Trần Lâm của lập tức triển khai thế trận trung pháo để đối công. Ở vương như thường lệ rất tự tin khách cuộc của mình anh triển khai hệ thống bình phong mã để chống lại pháo đầu của bên tiên. Mã 2 tiền 3, xe 9 bình 8, xe 1 bình 2 và phương án mã 2 tiền 3 chơi bình phong tròn đến từ ngoại tinh lệ khách. Bên tiên, bên ba bên đen cho bình 3 tiến 1 ngay. Ở đây thì bên đỏ có khá nhiều biến hòa có thể chơi. Đường cờ khởi mã đường biên, ngút thất pháo. Trong thực chiến của trận hình thì bên tiên ngay lập tức phóng con phó tắm tiến 4 ngay. Bên đen vương mã 3 tiến 2. Bên đỏ cho khởi mã xe 1 tiến 1, xe 9 tiến 1 và lập tức đường cờ xe 1 tiến 4 chạy qua lộ tứ để phản công. Đây là cái biến có thể nhất. Đường cờ xe 4 tiến 2 hình thành cái thể tấn công. ở Bên đỏ đã phải vật phó qua và bên đen của ngoại tình khách nhẹ nhàng cầm con tượng treo lên trung lộ để phòng thủ ngay bên tiên trở nên lâm cho chạy con xe qua lộ 4 và đây thì bên đen có hai biến có thể đi một là biển hóa đơn giản đường cờ sĩ dò tuyến năm tuy nhiên thì ngoại tình khách đã ưa thích lối chơi ở cầu công anh lập tức cho phế binh ba đây là cái đường phế binh rất là cao tay của vương khi có thể làm mỏng lỗ tượng của bên đỏ các bạn thấy được là trong thực chiến thì bên tiên đã ngay lập tức đi binh 7 ngay còn trong bối cảnh mà bên đỏ xử lý bằng tình huống tiến xe điểm cao thì bên đen hoàn toàn có thể thoát mã ở trong thực chiến của trận đấu này thì bên tiên của Hạnh Lâm có cầm binh bảy tiến một chấp nhận để cho bên đen bình còn phó qua và đã thoái còn mạ chín thoái bảy về để che điểm tượng. Bên đen vương tiến xe không cho tốt tấn công đồng thời cũng là quản lý đường tấn công bằng hệ thống xe 2 tiến 5 về kỵ hà của bên đỏ. Bên tiên mạ 3 tiến 4 vương lập tức bình xe qua để cản đường và chúng ta sẽ cùng xem tiếp những thủ pháp điều quân chuẩn bị khá linh hoạt của Trần Lâm. Đầu tiên cô cho bình 3 tiến 1 phế tốt để làm mỏng lộ của bên đen ở phần trung lộ. Tiếp theo là đường cờ tiến xe, đây là một cái đường cờ phục kích hệ thống phản công. vương lắc pháo mời đầu cây. Các bạn thấy được nếu mà bên đỏ không đấu cây mà chạy qua lộ 3 thì bên đen hoàn toàn có thể tiến con xe lên để quản lý điểm tốt của bên tiên. Hình cờ của bên đỏ cũng không hề có lợi trong thực chiến của trận đấu trên thì bên tiên của hải lâm có cầm xe ăn xuống ngay đây một cái điểm hình khá hay khi có thể ép buộc vương phải mã bảy thoái tám là khiến trung lộ của ngoại tinh khách bắt đầu có vấn đề bên tiên cho binh 7 tiến một hình thành cái thế bắt cây các bạn thấy được là trong thực chiến của hình cục bên đen của vương đã phát triển mã hai tiến ba chạy mã đi chứ anh không cầm còn xe để bình qua các bạn thấy ngay trong bối cảnh này nếu mà bên vương cầm xe chạy vào lỗ 3 khi đó bên đỏ sẽ tung chiêu và vương sẽ bị thua trong hình cờ như vậy đầu tiên là bên tiên sẽ có tình huống cờ mã bốn tiến năm để chém tăng vào trung lộ tạo ra một hình thoáng rất là khó chịu dành cho bên đen đang có thể bắt đôi và xe chạy là thả mã chiếu ngay các bạn thấy là sau khi ăn pháo thì đang có thể chiếu tướng và ăn qua rõ ràng là bên đen của vương sẽ thua trong hình cờ khi anh xử lý như vậy trong thực chiến của trận đấu trên thì Vương là một cao thủ thượng hạng của làng ngựa tướng Trung Quốc đã nhìn thấy ý đồ của bên tiên anh lập tức triển khai mã 2 tiến 3 vừa thoát quân đồng thời đang nòm ngó vào con pháo chiến của bên tiên Ở đây thì có hai biến thành cho bên đỏ một biến hóa là phát triển mã 7 tiền 6 để che đường tấn công của bên đen Tuy nhiên trong thực chiến của trận đấu trên thì cái nhãn quan chiến thuật của bên đỏ đã xử lý bằng tình huống cờ pháo 5 tiến 4 ngay hình thành thể tấn công bằng pháo trống Tuy nhiên, đây là nằm trong những cạm bẫy tinh vi của ngoại tinh lê khách, khiến cho bên đỏ rơi vào điểm mù và không có điểm phát triển tốt nhất. Chúng ta có thể thấy được trong thực chiến của ván đầu trên, biến hóa vật pháo tấn công nhìn thì rất là mạnh, tuy nhiên thì bên đen đã xử lý rất là cao tay. Đầu tiên vương cho khởi mã quy hình thành cái thế bắt đôi. Cả hai điểm pháo của bên đỏ đều bị nhỏ ngó. Bên tiền nghĩ ra ý tưởng tấn công tiếp theo phương án pháo 3 tiến 3. Ép buộc là bên đen phải đưa tướng lên đầu 2. Hình cờ các bạn thấy được là khá trình vây Tuy nhiên thì sau khi bên đen lên tướng thì các bạn thấy là con ma lộ 6 của bên vương đã nhòm trực tiếp vào con pháo chiến nguy hiểm của bên đỏ. Ở bên tiền đã chấp nhận phương án tạt pháo qua lộ 7 ngày bởi nếu mà sai lầm dùng con pháo thoái về để uyếp bằng trung lộ thì bên đen có thể ăn qua. Các bạn thấy là bên đỏ sẽ mất quân cho hình cờ như vậy. Trong thực chiến của và đánh trên thì bên tiên của Trần Lâm Cục phải cầm pháo để chạy ngay và vẫn đang phục ra một cái thủ pháp khá mưu mô nếu mà bên đen của Vương không phải là một kỳ thủ thiên tai có thể phải trả giá ngay. Tuy nhiên thì Vương hết là một kỳ thủ đại tài của làng cờ tướng Trung Quốc. Anh chơi rất toàn diện ở ba trận khai cuộc Trung Quốc và cờ tàn. Trong thực chiến quyền cục trên thì bên đen của Vương lập tức chuyển con pháo 9 bình 5 để tấn công vào trung lộ trước khi đi đường cờ phát triển mạng tấn công. Ngoài ra trong bối cảnh bên đen xe lầm cầm con xe chạy qua lộ ba thì sao? khi đó sẽ để hở đường để cho bên đỏ có thời cơ phản công khi có thể mở rộng đường cho còn mã 4 của bên tiên tha hồ tấn công đầu tiên là bên đỏ có thủ pháp thoái pháo 3 thái 1 các bạn thấy được là bên đen có bốn đánh cờ chính có thể đi chúng ta sẽ cùng phân tích nhanh cả bốn đánh cờ này đầu tiên bên đen thoái tướng thì sao khi đó bên tiên của Hải Lâm cô sẽ cầm pháo lên vượt tượng ngay và bên đen sẽ bị dính cục ngay lập tức Trong biến hóa mà đen cầm tướng chạy lô 3 thì sao? Khi đó bên tiên hoàn toàn có thể thoái pháo về để bắt mã ngay. Cậu thấy được ép buộc là bệ đen phải dùng con pháo 3 để quật lên. Bởi nếu mà sai lầm đi tình huống cờ xe 3 đến 2 là bên tiên có thể thả mạng 4 đến 6 chiếu ăn xe. Bể đen quật qua thì bên đỏ hoàn toàn để thoái tiếp đường cờ mã 4 thoái 6 để mở đường cho mạng bắt xe đồng thời xe bắt mã. Hình cờ là bắt đôi và bên đen sẽ bị thật quân trong hình cờ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau xét thêm hai bên khác Đối với biến hóa mà bên đen cầm còn mã 6 tiến 5 Nhảy thẳng lên trung lộ Thì bên đỏ có thể ăn ngay Bên này thoái về là Tiến chiếu qua Và đường cờ thu về thôi Các bạn thấy hình cờ của bên đỏ Vẫn yêu hơn so với bên đen Còn trong biến hóa Bên đen của vương cầm mã 6 tiến 7 thì sao Khi đó bên tiên hoàn toàn có thể Ăn ngay, các bạn thấy là ép buộc là Bên đen phải bình còn pháo chiến binh 7 để kê đường khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể vật đường pháo qua biên thôi tấn công vẫn là rất mạnh các bạn lưu ý trong hình cờ trên thì rõ ràng là bên đen thì không thể đi đường cờ thoái xe bắt pháo được bởi đi như vậy là bên đỏ người ta có thể tốc sát rất nhanh bằng tình huống cờ tiến xe để gây áp lực ép buộc là bên đen phải đưa tường xuống và đâm vào chiếu trước khi thả đường cờ mã 3 tiền hai để dọn tuyệt sát như vậy chúng ta thấy được cái biến hóa mà bên đen cầm xe ăn tốt là biến hóa không hay. Tuy nhiên thì Vương Thiết là một kỳ thủ đại tài, anh lập tức cầm con vào 9 bình 5 để chiếu tướng ngay. Bên đỏ nhấc sĩ phòng thủ, bên đen của Vương tiếp theo đường cờ mã 6 tiến 5, hình thái đang có thể bắt quân. Các bạn thấy đây là hình cờ mà bên đỏ sẽ không thoát được quân, chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Bên tiền cho vật vào về, bên đen của Vương cho pháo 3 tiến 4 để đoạt lại quân, đồng thời đang đây là rất cục. Bên đỏ lên mã để tránh điểm tấn công vào hình tượng. Và các bạn thấy được là trong thực chiến thì bên đen của Vương lập tức đi đường cờ pháo 3 thoái 1 để tránh điểm tấn công của con mã đỏ. Ngoài ra thì trong biến hóa trên, bên đen hoàn toàn có thể ăn cây ngay bằng tình huống cờ sen mã. Bên đỏ ăn qua là bên đen có thể mã năm tiến 6. Bởi nếu mà bên uh, tiên cầm con mã chém pháo thì bên đen hoàn toàn có thể rẽ con pháo bình qua lộ 7 hình thành thực thế bắt quân. Mã chạy là mất tượng ngay. Trong thực chiến cách thức xử lý của Vương là đường cờ pháo 3 tiến 1 tuy nhiên vẫn đảm bảo cái tính yêu việt dành cho trận hình của bên đen. Bên đỏ tiếp theo đường cờ tách tốt vào lỗ lục. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên tiên cầm bên em tiến một thì sao? Khi đó vẫn là hình cờ mà bên đen hoàn toàn có thể thắng lợi khi mà bên đỏ cũng không để thủ được. Trong hình cờ mà bên đen của Vương dưới cầm còn pháo 5 tiến 3 để không chế trúc lộ ngay và con pháo lộ 3 thì có thể nhòm qua là khiến cho bên đỏ đứng ở cái thế mất quân và thua cuộc về phần cờ tàn. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong thực chiến của ván đấu trên thì nước kỳ thủ Trần Đại Lâm của cầm tốt điều có lộ 6. Bên đen của Vương tới đây là ăn Cây và chính thức chuyển về hình cờ tàn pháo mã mà bên đen đang lợi hơn một đầu quân chủ lực. Bên tiên, bình 5 tiến 1. Vương không đấu cây anh cho mã thoát đi. Tách tướng qua và thu về. Đây là cái điểm hình tấn công của bên đen khi có thể chạy qua lộ biên để có thể quét tốt. tiếp tục lắc con tướng qua để khóa con mã của bên đỏ. Bên tiên tiến binh biên, ở à bên đen của vương chiếu ngay. Mã về và tiếp theo đường cờ phá bất bình sáu các bạn thấy là liên tiếp là những thủ đoạn tấn công rất là tàn độc của ngoại tinh liệt khách. Trong thực chiến của hình cờ thì bên tiên đã phải chấp nhận phương án đưa tướng vào trung lộ. Ngoài ra trong bối cảnh mà lăng con mã qua để chay lộ thì vẫn bị đường cờ mã tám tiến sáu là thua ngay. Ở trong thực chiến của vận đầu trên thì bên đỏ chạy tướng vào trung lộ, tuy nhiên thì bên đen vẫn không buông tha, Vương lập tức cầm con mã 8 tiến 7 để chiếu ngoại tà và đánh lên cờ trên thì bên đỏ tiếp tục bắt quân và đã chính thức buông cờ xin thua ngoại tình khách trong một ván cờ tàn mà bên đen thể được cái sự ưu việt của trận hình các bạn thấy bắt buộc là phải thoái về thì khi đó thì bên đen của vương sẽ không cầm con pháo để quật qua ngay bởi bên đỏ phải có thời cơ thoái pháo về để bắt lại mã đánh như vậy thì bên đen của vương sẽ hoàn toàn anh đi đường cờ xả tượng hình thái là bắt đôi pháo thu về là mới quật qua và chắc thắng ở hình cờ mà vương hơn tới hai đội quân chủ lực như vậy. Như vậy là kênh học của tướng Lai vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn và đánh trên. Đánh trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ tư của giải của tướng Bao Bảo Bôi năm 2017 vào ngày 30 tháng 9 ở thành phố Lữ Lương của tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.